Lưới Ca A Đấu kính chào bà con Hôm nay A Đấu xin giới thiệu với bà con hai sản phẩm Đó là một loại núi cước thái và một loại núi cước bén Chiều cao của lưới là 4m, chiều dài của lưới là 100m Kích thước đỗ đố lưới của nó là thêm 4 và thêm 5 Có nghĩa là 8 phân và 10 phân Trên màn hình bà con thì thấy đây là hai tác phẩm hai tác phẩm A Đấu đang làm ra để theo để cho bà con được uh, theo dõi và được uh, chiêm ngưỡng Bà con nhìn trên trên màn hình bà con thè, thể thấy được là cái hai cái sản phẩm này nhìn nó rất là đẹp và rất là chất lượng. Cái bên tay trái màn hình bà con là dòng lưới cước Thái Xịn, lưới các lưới các Thái Xịn. Đấy, và chất liệu lưới thắt kích thước thắt như thế nào bà con có thể nhìn lên trên màn hình bà con cũng có thể thấy được rồi. Về cái dòng lưới cước, uh, cước, 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 cước 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 Thái bà con nha. Lưới cước Thái của nó nhìn nó rất là mát, rất là mịt, mịn mượt mượt. Đấy, sợi lưới của nó nhìn thấy bà con thấy không? cùng một kích thước cùng một chiều cao thế nhưng mà nhìn cái lưới thái nó rất là nhỏ gọn còn lưới cước bén bên tay phải màn hình bà con thì nhìn nó xù hơn nó sổ hơn về cái độ túi của cái dòng cái cước thái cũng như là độ túi của cái dòng lưới cước bén a à Đấu luôn luôn làm rất là sâu thắt rất là nhiều thịt chỉ rất là nặng cho bà con và thắt cái kỹ thuật thắt chắc chắn rằng về thắt và cách thắt cũng như là về cái cách trình bày về cái tấm một cái tấm lưới như này nó rất là gọn gàng rất là sạch sẽ bà con có thể hình dung được nhìn lên là nó đã toát lên được một cái vẻ đẹp của uh, những cái sản phẩm của đầu làm ra khi uh, bà con cần những cái sản phẩm lưới nào kích thước ra làm sao thì bà con cứ liên hệ trực tiếp đầu đầu sẽ tư vấn thêm thì trên màn hình bà con thấy thì vừa nãy này thấy thì cái dòng lưới cước thái nó là thiên năm nó là 10 phân nút nọt một bàn tay còn nước cước bén nó là thiên tư tư 8 phân Kính thưa bà con Khi bà con mà đặt lưới bên A Đấu A Đấu sẽ tư vấn cho bà con rất là chi tiết Rất là tỉ mỉ Để xem bà con cái nhu cầu, cái nguyện vọng của bà con thích như thế nào Đấy, đánh chìm, đánh nối, đánh dê, đánh lửng Hay là chỉ nặng, chỉ nhẹ, làm sao Bà con thích như thế nào A Đấu sẽ làm đúng như cho bà con như thế Cả cam kết cho bà con chuẩn hàng 100% Bà con nếu theo dõi kênh của A Đấu Bà con cũng có thể thấy được rất nhiều sản phẩm lưới A Đấu làm nên Những sản phẩm A Đấu đã làm ra rồi Thì bà con khi xem bà con thấy được nó đẹp và nó bắt mắt như thế nào Đấy Tất cả những sản phẩm bà con có thể hình dung được là A Đấu Đóng hàng đi cho khách Phải nói là rất là nhiều Hàng ngày A Đấu đóng đi đất rất là đa dạng sản phẩm Tất cả các sản phẩm nói về liên quan đến đánh bắt bà con nhé Rất nhiều Đấy, Bà con thấy không? Để đựng đơn hàng hàng ngày cho đóng đi cho bà con bà con yên tâm đi, a đầu sẽ tư vấn kỹ nhất cho bà con có thể, bà con có nhu cầu không sợ tốn tiền điện thoại chỉ tốn vài nghìn thôi, cứ điện cho a đầu đi hoặc nhà máy đi, a đầu sẽ điện lại cho bà con, tư vấn rất chi tiết rõ ràng cho bà con. cảm ơn bà con